Và nặng hơn nữa, nhiều người có thể gặp cái tình trạng bị co giật do cái tình trạng hạ natri máu khi mà chúng ta uống dồn nước. Da của chúng ta ở cái lớp trung bì là cái lớp là collagen hay là hyaluronic acid, và nó giữ nước để căng bóng mịn da, đúng không? Nó bị mất nước đi, luôn luôn trong ở cái trạng thái khát nước, chênh lệch nồng độ ion điện giảm, như là tăng cái gánh nặng co bóp của tim, tăng gánh nặng lọc của thận. Hiện nay thì có rất nhiều bạn trẻ than phiền rằng là còn rất là trẻ, tầm khoảng 25 đến 30 tuổi, nhưng mà đã xuất hiện những cái nếp nhăn lão hóa và các dấu hiệu lão hóa ở trên da. Sau quá trình và thăm khám cũng như là tư vấn cho rất nhiều bạn trẻ thì mình thấy một điều rằng là có ba cái nhóm nguyên nhân nó trực tiếp dẫn đến cái câu chuyện là làm cho da của các bạn nó nhanh lão hóa hơn. Thứ nhất là các bạn không có thường xuyên sử dụng các kem chống nắng để bảo vệ da. Thứ hai là các bạn không cung cấp đủ các cái nhóm chất dinh dưỡng cho cơ thể. Rất nhiều bạn ăn kiêng hay là thực hiện ăn theo cái chế độ nào đấy, nó khiến cho thiếu những chất, đặc biệt là thiếu những chất dinh dưỡng cơ bản như là thiếu protein và cũng không đủ các cái lượng vitamin và những cái chất chống oxy hóa cho cơ thể. Và cái nguyên nhân thứ ba ấy, cái này cũng rất là quan trọng mà nhiều bạn không để ý, đó là các bạn không cung cấp đủ nước cho cơ thể, cũng như là làm cho da của chúng ta nó hay rơi vào tình trạng bị khô da. Chính vì vậy ba cái yếu tố này là ba cái nhóm nguyên nhân chính làm cho da chúng ta lão hóa nhanh hơn. Nhưng mà trong video ngày hôm nay thì bác sĩ Ninh chỉ chia sẻ với các bạn về cái khía cạnh là các bạn có bốn cái thói quen uống nước nó không tốt đấy, bốn thói quen uống nước không tốt cho cơ thể mà nó làm cho chúng ta sức khỏe cũng có thể bị ảnh hưởng, và đặc biệt đấy làm cho da của các bạn nó nhanh bị lão hóa hơn. Cái thói quen sai lầm đầu tiên khi các bạn uống nước ấy là các bạn thường xuyên và uống nhiều các loại nước ưu trương, có nghĩa là nước mà các uống vào thì càng uống càng cảm thấy khát. Trong đó thì các loại nước giải khát, nước ngọt, nước có ga, nước đường, các loại nước đóng chai ấy, thậm chí là nước ép trái cây, nước hoa quả đóng chai thì đều là các loại nước ưu trương. Khi chúng ta uống các loại nước này vào trong cơ thể thì nó làm chênh lệch cái nồng độ điện giải rồi chất tan trong cơ thể và càng làm cho chúng ta bị khát hơn. Khi đó thì cơ thể nó có một cái feedback ấy, là nó sẽ huy động nước ở trong các cái mô, trong cái khoảng kẽ của tế bào, nó sẽ vào trong mạch máu và nó bù lại để cân bằng cái lượng ion và điện giải lại. Và đồng thời da của chúng ta ở cái lớp trung bì là cái lớp là collagen hay là hyaluronic acid, nó giữ nước để căng bóng mịn da, đúng không? Nó bị mất nước đi và làm cho da chúng ta bị khô. Chính vì vậy nó làm cho cái việc là da của chúng ta nó rất là nhanh bị lão hóa. Thói quen xấu thứ hai khi các bạn uống nước ấy, đó chính là các bạn hay uống dồn nước, uống nhiều nước vào một thời điểm nào đấy mà không giải ra trong ngày. Các bạn đã từng nghe câu nói là no dồn đói góp, đúng không? Nó là một cái thói quen rất là không tốt cho câu chuyện là chúng ta ăn uống hàng ngày. Và trong câu chuyện uống nước ấy, thì giống như là chúng ta chăm sóc một cái cây. Và nếu mà chúng ta tưới nước đều đặn hàng ngày, nó đủ độ ẩm thì dễ nó hút nước đều đều và nó cung cấp cho cái cây nó phát triển tốt, lá nó luôn luôn xanh. Còn nếu mà chúng ta rất là lâu mới uống nước, cũng giống như rất lâu mới tưới nước cho cái cây, thì nó bị khô hạn, nó bị thiếu nước, thậm chí lá nó héo rồi sau đó thì chúng ta mới tưới nước. Và nhiều khi là gì, chúng ta uống dồn, chúng ta đột ngột tưới rất nhiều nước cho cái cây đấy vào một thời điểm, thì thậm chí là nó không thoát được nước, nó bị ngập trong nước và có thể nó dẫn đến chết, nó thối rễ. Thì cũng giống như cơ thể chúng ta, nếu mà chúng ta đột ngột uống vào trong cơ thể nhiều hơn khoảng 400 ml nước trong một lần ấy, thì nó có nguy cơ tăng gánh nặng cho tim, tăng gánh nặng cho thận, nó dẫn đến là tim bóp mạnh hơn, đôi khi là gây tăng huyết áp, rồi thận phải lọc nhiều hơn lâu dần, và cứ nhiều lần như vậy thì nó sẽ làm cho chức năng tim và thận nó bị ảnh hưởng. Thêm nữa là các bạn biết rằng là nếu mà trong trường hợp chúng ta uống quá nhiều nước vào một thời điểm, nó có thể làm cho chúng ta bị ngộ độc nước, có nghĩa là nó làm cho cái lượng ion natri ở trong máu chúng ta nó bị giảm thấp xuống vì cái lượng dịch chúng ta cung cấp vào cơ thể nó quá nhiều vào một thời điểm. Và các triệu chứng có thể xảy ra như là buồn nôn này, chướng bụng này, thậm chí là nhức đầu, và nặng hơn nữa nhiều người có thể gặp cái tình trạng bị co giật do cái tình trạng hạ natri máu khi mà chúng ta uống dồn nước. Như vậy vì những điều đó nên là chúng ta hãy thay đổi cái thói quen uống dồn nước này, chúng ta hãy uống rải rác nước đều ra trong ngày theo cái nhu cầu của bạn mà có thể tính được. Ở cái video trước thì mình đã hướng dẫn các bạn là tính cái lượng nước nhu cầu cho các bạn một ngày theo cân nặng, các bạn có thể xem cái video ở phía trên này. Và sau đó thì tính được lượng nước rồi, chúng ta hãy chia nó ra, rải đều đặn ra trong ngày, mỗi 30 phút cho đến một tiếng chúng ta lại uống nước, uống một vài ngụm đấy, hoặc là chúng ta có thể là đong sẵn ra cái cốc là tầm khoảng 50 cho đến 100 ml, thi thoảng lại nhấp một ngụm, thi thoảng nhấp một ngụm, thì cái điều đó nó sẽ làm cho cơ thể chúng ta luôn luôn và đều đặn được tưới mát bằng nước, da của chúng ta nó cũng luôn luôn được bồi phục nước và nó không bị mất, nên là nó sẽ giảm cái nguy cơ bị lão hóa.
cái thói quen bổ sung nước thứ ba không tốt cho các bạn nữa là những bạn nào mà thường xuyên hay là hay phải chơi vận động này, công việc bị mất muối, mất nhiều mồ hôi. Khi các bạn uống nước ấy, thì các bạn không bổ sung kèm theo đó cái lượng điện giải. Khi đó thì các bạn chỉ đơn thuần là có thể uống các loại nước nhược trương, tức là nước trắng thông thường ấy, thì khi mà rất là mệt, mất nhiều muối qua mồ hôi, chúng ta chỉ bổ sung nước thông thường thôi thì sẽ làm cho nó vẫn làm cho mất cái cân bằng điện giải trong cơ thể, và nó cũng ảnh hưởng không tốt đến các cơ quan cũng như là da của chúng ta. Chính vì vậy là tốt nhất là khi mà mất nhiều nước, nhiều muối như vậy, hãy chọn cái loại nước nó có kèm theo cả điện giải. Đơn thuần ấy là làm cốc nước dừa cực kỳ tốt, và mình khẳng định nước dừa chắc chắn là sẽ làm cho chúng ta giải khát cực kỳ nhanh. Nếu chúng ta không có sẵn hoặc không mua được các loại nước khoáng để bổ sung cho thể thao như là Revive, Coca Sweet hay các loại nước isotonic khác, thì các bạn hoàn toàn có thể uống một cốc nước chanh pha loãng, sau đó thì các bạn thả một vài hạt muối vào trong đó, thì trong cái muối ăn ấy nó cũng có ion natri, và khi uống thì nó sẽ làm cho cốc nước nó hơi lợn lợn, và nó cũng là một cái giải pháp tạm thời rất là tốt để cho các bạn có thể là bù cái lượng nước có chứa điện giải trong cơ thể để cải thiện cái tình trạng sau khi các bạn mất nhiều muối, mất nhiều nước như vậy. Cuối cùng, thói quen thứ tư liên quan đến cái việc chúng ta uống nước ấy, nó cực kỳ là mang nhiều tác hại cho cơ thể. Thông thường với những ai mà đã có cái thói quen ăn mặn này ấy, thì trong các bữa ăn hàng ngày các bạn sẽ không tự nhận ra được là các bạn đang ăn mặn đâu, bởi vì cơ thể của các bạn, vị giác nó đã làm quen với một lượng muối rất là nhiều rồi, nên là chỉ có những người khác mới phát hiện ra là bạn đang ăn rất mặn mà thôi. Và cái việc ăn mặn này ấy, nó không những chỉ ảnh hưởng lên da, nó làm cho da chúng ta bị mất nước, bị xấu đi, giống như trong cái trường hợp đầu tiên chúng ta uống cái nước ưu trương ấy, mà nó còn làm cho cơ thể chúng ta luôn luôn trong ở cái trạng thái khát nước, chênh lệch nồng độ ion điện giải, như là tăng cái gánh nặng co bóp của tim, tăng gánh nặng lọc của thận. Chính vì vậy những người nào mà có thói quen ăn mặn ấy, mới có cái nguy cơ bị tăng huyết áp rất là cao, sau đó lại dẫn đến suy tim, và rồi tiếp theo lại dẫn đến suy thận. Nó là cả rất là nhiều bệnh lý liên quan đến câu chuyện ăn mặn này, chứ không chỉ đơn thuần là chúng ta để ý đến cái da của chúng ta nó bị khô, nó bị sạm, nó bị xấu đâu. Nghe đến đây thì có thể là nhiều bạn lại giật mình. Hy vọng là những bạn nào ấy mà có cái thói quen ăn mặn mà được người khác đánh giá, người ta nói là sao anh ăn mặn thế, sao bạn ăn mặn thế, thì bạn hãy tự nhìn lại và tốt nhất là hãy giảm ngay cái thói quen đấy. Nếu mà xem lại các bạn có những cái thói quen không tốt nào liên quan đến uống nước thì tốt nhất là hãy thay đổi ngay đi, giảm ăn muối, ăn nhạt dần đi, loại bỏ các cái loại đồ uống ưu trương, các loại nước ngọt, rồi các loại nước mà nhiều đường, nó không tốt cho sức khỏe chúng ta một chút nào cả. Hy vọng là các bạn có được những cái thông tin hữu ích nào đó cho quá trình chăm sóc sức khỏe cũng như là làm đẹp của các bạn. Chúc các bạn khỏe mạnh và xinh đẹp. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo của mình. Bye bye.